Thời tiết Nam Bộ ngày đầu tuần sẽ thế nào? Có thuận lợi cho mọi người đi học, đi làm không chị Hồng Giao? Xin chào ngày mới quý vị khán giả. Ngày hôm nay Nam Bộ vẫn có mưa nhiều do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh đấy ạ. Dự báo là sang đến ngày hôm nay Nam Bộ sẽ có mưa nhiều nơi sau khoảng 2-3 giờ chiều. Những nơi mưa tập trung to như là tại Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai, tương ứng với những nơi có màu xanh lá trên 7 độ, lượng mưa trên 50mm, nguy cơ gây ngập úng ở những khu vực trũng thấp, khu đô thị. Về nhiệt độ cao nhất ngày mai ở khu vực miền Đông Nam Bộ như là tại thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Thủ Dầu Một và các nơi khác phổ biến trong khoảng từ 30 đến 33 độ C. Sang đến khu vực miền Tây Nam Bộ, mức nhiệt cao nhất tại Vĩnh Long, Sóc Trăng, Cao Lãnh, Châu Đốc và các nơi khác phổ biến trong khoảng từ 30 đến 32 độ C. Với thành phố Cần Thơ, dự báo từ giờ cho đến 2 giờ chiều, trời tạnh ráo và có nắng nhẹ, nhiệt độ tăng dần nhưng vẫn ở ngưỡng dễ chịu. 8 giờ sáng là 28 độ C, đến 2 giờ chiều là 31 độ C, đây là mức nhiệt cao nhất trong ngày. Đến 4 giờ chiều, mưa dông có thể xuất hiện với lượng khá. Với thành phố Phú Quốc, dự báo từ trưa đến tối nay, mưa cũng có thể xuất hiện, có lúc mưa vừa mưa to, dễ kèm theo dông sét. Còn trước đó, trời nắng mây đan xen, nhiệt độ cao nhất không quá 29 độ C. Trên biển, vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau Kiên Giang, bao gồm các quần đảo Phú Quốc, Nam Chu, Thổ Chu, Côn Đảo và Phú Quý, ngày hôm nay có mưa dông, trong cơn dông tiềm ẩn nguy cơ về lốc xoáy. Ngoài ra, vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau còn có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, bất lợi cho hoạt động của tàu thuyền.